đúng 21 giờ 33 phút ngày 23 tháng 7 năm 1980, một tàu vũ trụ được phóng lên quỹ đạo. Trong cuốn Huyền thoại về những người mới đến, nhà văn Gubarev cho biết khi xuất phát, nhịp tim của Phạm Tuân là 78 lần trên giây. Anh hoàn toàn bình thản, tin tưởng vào chỉ huy, vào bản thân mình, vào nền khoa học Liên Xô. Với trang bị kiến thức đầy đủ về chuyến bay, Phạm Tuân đã bay vào vũ trụ với một tâm thế như vậy. Theo đúng kế hoạch, lúc 23 giờ 02 phút, tàu liên hợp kết nối thành công với trạm không gian Chào mừng 6. Cảm xúc đối với nhà du hành vũ trụ Việt Nam khi bước chân sang trạm Chào mừng 6 thực sự đặc biệt. Tất cả công việc nó dồn ép lên. Rồi những cái gì mà nghĩ về nguy hiểm nó chỉ thoáng qua thôi. Và tập trung hết sức cho cái để thực hiện chuyến bay. Nhưng mà cái giây phút đầu tiên được đưa vào con người vào vũ trụ thì cảm xúc nó mênh mông vô cùng. Mình đang bị đè rất nặng thế này, con tàu làm rầm một phát thì bắt đầu là trôi lơ lửng, mọi thứ xung quanh mình nó trôi nổi lên, bút sách rồi mọi thứ nó lơ lửng, mình cũng rời khỏi ghế bay lơ lửng. Đấy là giây phút đầu tiên mình hưởng gọi là vũ trụ nó như thế nào. Người dân Việt Nam sau đó đã được xem hình ảnh của hai nhà du hành vũ trụ là Viktor Grobatko và Phạm Tuân trên truyền hình. Thông tin về chuyến bay cũng được đăng tải trên báo chí. Một cuộc triển lãm về đề tài này cũng được mở tại Hà Nội. Trong chuyến trở về Việt Nam, cùng đi với anh hùng Phạm Tuân còn có nhà du hành vũ trụ Xô Viết Viktor Grobatko. Một lễ đón trọng thể đã được tổ chức với sự có mặt của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Hai nhà du hành vũ trụ đã được chào đón với tình cảm trọng thị và chân thành. Anh hùng Phạm Tuân hiểu rằng ông đã bay không phải cho mình mà vì cả dân tộc Việt Nam.